ấy mà nó không, mà nó mà chẳng có mồm mà không ăn được thì là không ăn được luôn. Cứng. Mà bị một cái mật là cả cái đấy là đắng, không ăn được, mất công nào. Nên là làm kỹ lắm. Cái cá, chả biết người ta làm cái cá cho mình, bán cho mình.